các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đẹp Ghê Chưa. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, đó chính là sản phẩm mô hình con rùa làm bằng sợi nhôm. Đây là sản phẩm mô hình con rùa làm bằng sợi nhôm mình muốn giới thiệu với các bạn. Sản phẩm này được làm hoàn toàn bằng tay với các nghệ nhân. Sản phẩm được đan thắt rất là đẹp. Đây, ở đây là nó thể hiện các vân rùa cũng được thể hiện rất là rõ. Đây là chân con rùa này, bốn cái chân. Và cái đuôi con rùa, cái đầu con rùa cũng được nhô ra. Rất là đẹp. Sản phẩm này được thích hợp trang trí trên bàn làm việc hay trên bàn tiếp khách. Sản phẩm này có chiều dài khoảng 12 cm, chiều rộng này khoảng 12 cm và chiều cao khoảng 5 cm thôi. Sản phẩm này nhỏ bé rất là đẹp. Các bạn có thể điều chỉnh chân đầu con rùa, ngắm cao thì thấp theo ý của mình. Các bạn có điều chỉnh được nó sản phẩm bằng nhôm. Các bạn có thể trang trí quanh năm mà không sợ nó bị hư hỏng hay bị sét như các sản phẩm bằng sắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.